nhận thấy lượng rác thải nhựa ở khu dân cư nơi mình sinh sống tăng vọt trong thời gian đại dịch, một vị sư có tiếng ở Yangon, Myanmar đã quyết định hành động để thay đổi thực trạng đó. Hòa thượng Ottamasara, trụ trì thiền viện Thabawa, đã yêu cầu thay thế bát và đồ đựng thức ăn mà thiền viện sử dụng cho những lần phát đồ ăn cứu trợ người nghèo đói bằng nhựa tái chế. Với sự trợ giúp của hàng chục tình nguyện viên, nhóm của ông mỗi ngày nhận được hàng nghìn chai lọ nhựa đã qua sử dụng từ cộng đồng để tái chế thành đồ đựng thực phẩm hoặc thành các vật liệu khác như gạch sinh thái để xây dựng thiền viện. Rác nhựa bị thải ra nhiều hơn trên phố trong đại dịch, nhìn rất xấu và bẩn. Nếu thiền viện chúng tôi yêu cầu quyên góp, thì người dân sẽ giữ chai nhựa sạch sẽ. Rồi chúng tôi có thể dùng chai nhựa làm đồ đựng thức ăn, không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giúp giải quyết vấn đề rác nhựa. Tôi đã thực hiện ý tưởng này được hơn 3 tháng nay. Nhà chức trách Myanmar không tổ chức tái chế thường xuyên, trong khi đó mỗi ngày ở Yangon có tới 2.500 tấn rác thải ra môi trường, vứt trên đường phố, sông hồ hoặc đem đốt. Hòa thượng Ottamasara đã khởi xướng kế hoạch tái chế rác thải nhựa từ 3 tháng trước, khi ông thấy rác nhựa chất đống trên đường phố trong những lần nhà sư đi khất thực. Hòa thượng bảo rằng rác nhựa có thể dùng để làm đường và xây nhà. Đó là lý do vì sao chúng tôi nhồi vỏ ni lông, rác nhựa vào trong chai nhựa và quyên góp cho ông ấy. Trong khuôn viên rộng hơn 3,5 hectare, thiền viện của Hòa thượng Ottamasara tổ chức những buổi hội thảo và thực hành để xử lý rác thải nhựa. Các tình nguyện viên treo những chiếc chai nhựa lên, tạo thành rèm che nắng hay thậm chí xây tường bằng lốp xe cũ bọc rác nhựa. Công trình này bao gồm một tòa nhà 2 tầng đa chức năng được xây bằng rác thải như lốp xe cũ, chai nhựa, rác nhựa. Với dự án này, nhiều người nước ngoài cũng rất quan tâm giúp đỡ tôi một cách tình nguyện. Theo ước tính của Hòa thượng, đến nay ông và các tình nguyện viên đã tái chế được 2 tấn rác nhựa, tương đương khoảng 200.000 chai nhựa, tiết kiệm được khoản tiền lên tới 10.000 đô la. Những người giúp tôi cắt chai nhựa là các học viên tại thiền viện nơi tôi trụ trì. Với sự hỗ trợ của họ, tôi đã tận dụng được hàng trăm nghìn chai nhựa thành những vật dụng có ích, giúp tôi tiết kiệm được khoảng 10.000 đô la tiền mua bát mới. Chúng tôi cố gắng sử dụng những đồ nhựa tái chế này lâu nhất có thể. Nếu bị hư hỏng, chúng tôi sẽ nhồi chúng vào lốp ô tô để làm gạch. Chưa dừng lại với những gì đã làm được, vị hòa thượng này mong muốn sẽ tiếp tục sử dụng rác nhựa cho bất cứ công trình nào cần xây mới tại các thiền viện của ông, không chỉ là cách để nâng cao ý thức của cộng đồng về rác nhựa, mà còn góp phần chung tay giải quyết vấn đề về rác thải nhựa đang khiến cả thế giới đau đầu.